Báo, chú công, xung quanh tiểu bái xuất hiện nhóm sơn tặc, có ý đồ bao vây tiểu bái, chúng ta nên làm sao đây? Đừng gấp, để ta xem thử thủ lĩnh đám sơn tặc kia có bản lãnh gì. Hả? Chỉ vậy thôi, ta chỉ cần phái Triệu Vân, Triệu tướng quân là có thể quét sạch đám sơn tặc. Bất giật phải bắt kẻ cầm đầu, thương xuất Chu Long. À! Có Tử Long ở đây, tiểu bái không cần lo lắng.